Chào các bạn. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái cách kiếm tiền online cực kỳ hay trong cái năm 2020 này. Đấy là cách kiếm tiền với Tamodo. Thì đây là một cái chương trình kiếm tiền đang được thu hút của rất nhiều người tham gia và là một cái xu hướng rất hay của cái năm 2020. Thì trước hết thì chúng ta có thể xem một số các cái bằng chứng thanh toán ở dưới đây để các bạn xem. Đây, đây là thanh toán qua PayPal 120 4 đô này. Đây là này, từ Tamodo Network này, từ Tamodo Network này. Đấy. Như đây là một số các cái thanh toán cũng đang rất nhỏ thôi, bởi vì những cái tài khoản này là cũng vừa mới được lập, mới được làm. Tuy nhiên, còn những cái tài khoản khác thì các bạn sau khi làm hoặc là lên mạng các bạn search thì các bạn sẽ thấy được là người ta tìm và thành công ở cái chương trình này cũng rất là nhiều. Vậy thì cái cách đăng ký cái tài khoản này như thế nào? Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu để mọi người biết được cái cách để chúng ta đăng ký cái tài khoản này như thế nào. Đây, trước hết thì các bạn muốn đăng ký được tài khoản thì các bạn phải click vào cái link này. Thì cái link này mình để dưới cái phần mô tả của video nhé. Bây giờ ta sẽ click vào cái link này để chúng ta đăng ký. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Đây, chúng ta sẽ đăng ký một cái tài khoản. Đấy, như vậy là khi mà chúng ta click vào cái link này, đây là chúng ta đăng ký trên cái máy tính nhé, thì nó sẽ có cái giao diện khác so với trên điện thoại. Thì trên máy tính thì cái giao diện nó sẽ như thế này. Khi mà chúng ta click vào cái link dưới cái phần mô tả của video, cái link để đăng ký đấy, thì nó sẽ dẫn chúng ta đến một cái trang chủ như thế này. Và nhiệm vụ của chúng ta sẽ bấm vào cái chữ ở đây, sign up free đây, là đăng ký miễn phí. Tức là đối với cách hình thức kiếm tiền này thì chúng ta không phải mất một cái đồng tiền vốn nào cả, và chúng ta chỉ việc đăng ký và kiếm tiền mà thôi. Thì chúng ta bấm vào đây để chúng ta đăng ký một cái tài khoản miễn phí. Bấm vào nó thì nó sẽ hiện lên một cái giao diện như thế này. Thì chúng ta chú ý cái dòng, đây là cái dòng trên cùng này, thì chúng ta ghi họ tên của chúng ta vào đây. Rồi dòng thứ hai là chúng ta chọn quốc gia của mình. Mình ở Việt Nam thì chúng ta chọn cái quốc gia của ta là ở Việt Nam vào. Và tiếp theo là chúng ta điền mail của chúng ta vào đây. Đây là mail của chúng ta thì chúng ta điền vào. Và chúng ta điền cái mật khẩu chúng ta vào. Rồi, sau khi điền các cái thông tin này xong thì chúng ta bấm vào cái dấu tích ở đây. Và bấm vào cái ô vuông này. Rồi, sau đó là chúng ta sẽ bấm vào cái chỗ này để chúng ta đăng ký một cái tài khoản. Mail đây đang còn nhầm à, không. Rồi, bây giờ ta làm lại này. Sau khi mà điền đầy đủ thông tin như thế này xong rồi, nên họ tên này, chọn Việt Nam này, mail của chúng ta này, mật khẩu, điền mật khẩu và bấm dấu tích vào đây và bấm vào chỗ tôi không phải là người máy ở đây, và sau đó thì chúng ta sẽ bấm vào đây để chúng ta đăng ký. Chỉ cần như thế thôi là chúng ta đã đăng ký thành công rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ vào mail để chúng ta xác thực cái tài khoản của chúng ta. Đây, chúng ta vào mail để chúng ta xác thực tài khoản này. Đây. Đây, để xác thực tài khoản thì chúng ta bấm vào cái thông tin ở đây. Ở đây là chúng ta không biết là chúng ta tiếng Anh là như thế nào, chúng ta có thể bấm chuột phải và chuyển sang dịch sang tiếng Việt là chúng ta sẽ cảm ơn bạn đã trở thành thành viên của Tamodo Network, có thêm một bước để hoàn thành tài khoản của bạn. Hãy chắc chắn rằng đây là địa chỉ email phù hợp của bạn và
bằng cách là nhấp vào liên kết này. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhấp vào liên kết này. Đấy, như thế là chúng ta đã đăng ký xong, và bây giờ là chúng ta sẽ đăng nhập bằng cái thông tin mà chúng ta đã đăng ký bằng cái mail của chúng ta vào đây. Mật khẩu bằng cái mật khẩu mà chúng ta vừa đăng ký lúc nãy. Bấm vào tôi không phải là người máy ở đây. Đấy, như vậy, và bấm vào đây để chúng ta đăng nhập vào cái tài khoản mà chúng ta vừa đăng ký xong. Đấy, như vậy là chúng ta đã đăng ký xong một cái tài khoản để chúng ta kiếm tiền rồi. Thì ở phần này chúng ta thấy là sau khi mà đăng ký xong thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ có một cái link chia sẻ. Cái link của chúng ta ở đây, đây là cái link của chúng ta, và chúng ta sẽ copy cái link này để chúng ta đi chia sẻ cho những người khác. Và những người khác sau khi mà đăng ký tài khoản qua cái link này thì chúng ta cũng sẽ được là 0,25 đô trên một người. Đấy, đây là cái giao diện của cái chương trình này. Đây, số dư của tôi chưa có, bởi vì chúng ta chưa giới thiệu được người nào, hay là cũng chưa bán được cái mặt hàng nào cả. Cái phần thưởng của đội cũng chưa có, vì chúng ta chưa giới thiệu được ai. Đây, các phần thưởng khác cũng chưa có gì. Đây, chúng ta có thể vào đây để chúng ta xem các cái thành viên trực tiếp hay là thành viên trong nhóm. Đấy, vì chúng ta chưa có ai cho nên là không có cái gì. Và có thể vào đây để chúng ta cập nhật các cái thông tin để chúng ta rút tiền. Đây, thông tin cá nhân này, hồ sơ này. Sau khi đăng ký xong thì các bạn phải vào đây để các bạn cập nhật cái thông tin hồ sơ của chúng ta vào đây nhé. Rồi, thông tin thanh toán này. Đấy, thanh toán bằng cái hình thức gì? Thì cái này thì các bạn làm sau nhé. Vì cái này là tôi chỉ hướng dẫn cho, còn cái này thông tin như thế nào chúng ta tự điền vào. Và đối với trên điện thoại thì chúng ta cũng đăng ký tương tự như thế. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn mọi người là cách chúng ta đăng ký trên điện thoại của chúng ta như thế nào. Trước hết thì chúng ta cũng xuống cái phần video hướng dẫn của tôi, click vào cái link dưới cái phần video để chúng ta đăng ký một cái tài khoản. Thì đánh vào, gõ vào đấy là Lê Văn Lực này, thì sẽ thấy cái kênh Lê Văn Lực của tôi hiện lên là như thế này. Thì ta bấm vào cái phần video đây, thì chúng ta kéo xuống ở phần dưới này. Đây. Kiếm tiền Tamodo dự án hot nhất 2020. Đây là hướng dẫn kiếm tiền, chúng ta bấm vào cái video này. Thì chúng ta sẽ thấy là ở trong cái phần này thì tôi đã hướng dẫn các bạn cách đăng ký. Tuy nhiên là ở đây là cách đăng ký theo cái giao diện cũ, nó không giống như cái giao diện mới đây. Và bây giờ chúng ta sẽ bấm vào ở bên góc bên này có cái mũi tên này, chúng ta bấm vào đây. Thì chúng ta sẽ thấy là nó sổ ra cái phần mô tả. Đây là cái phần dưới mô tả, thì chúng ta sẽ bấm vào cái link dưới cái phần mô tả này để chúng ta đăng ký một cái tài khoản. Đấy, sau khi bấm vào cái link đó thì nó sẽ đưa đến cái giao diện tương tự như thế này. Thế thì để đăng ký chúng ta bấm vào ở phía bên góc bên phải bên này, có trên cùng này có cái ba gạch này, ba gạch nằm ngang, thì chúng ta bấm vào cái chỗ ba gạch này. Đây. Và bấm vào cái sign up free có cái màu đen đen này. Chúng ta bấm vào đây để chúng ta đăng ký một cái tài khoản. Ở trên cùng thì chúng ta cũng đây chọn một cái tên của chúng ta. Cùng cách đăng ký cũng giống tương tự như với lúc nãy với các bạn, chúng ta chọn cái tên của chúng ta vào đây. Ví dụ như ta chọn cái tên lúc nãy tôi vừa mới làm này. Rồi, ở đây là tiếp theo là chọn nước. Ta ở nước Việt Nam thì chúng ta chọn chúng ta là nước Việt Nam. Nước Việt Nam ở dưới cuối cùng, chúng ta kéo xuống là dưới cùng là chúng ta thấy. Đây, Việt Nam đây. Rồi, tiếp theo là chúng ta chọn Gmail của chúng ta vào, đăng ký bằng cái Gmail của chúng ta.
a.gmail.com này, rồi đây là mật khẩu này. Rồi đây cũng điền lại cái mật khẩu tương tự như thế. Rồi, ở đây là chúng ta bấm vào cái chỗ này. Đấy, và bấm vào tôi không phải là người máy ở đây. Đấy, và sau đó chúng ta bấm vào cái chỗ đăng ký. Cái nốt này để chúng ta đăng ký. Đấy. Đấy, bởi vì là cái này là tôi vừa mới đăng ký ở bên máy tính rồi. Cho nên là đăng ký bên điện thoại thì người ta sẽ không chấp nhận cùng với một tên và là như thế này nữa. Cùng một tài khoản cũng cùng tên, cùng mail như thế này thì sẽ không được. Tuy nhiên thì cái cách đăng ký trên điện thoại cũng tương tự như trên máy tính. Khi mà chúng ta làm đến bước như thế này rồi thì chúng ta bấm vào cái chỗ này chúng ta đăng ký. Thì nó sẽ công nhận và chúng ta sẽ vào mail để chúng ta xác nhận giống như cái bước mà chúng tôi đã hướng dẫn các bạn đăng ký trên máy tính. Vậy là cái phần hướng dẫn đăng ký tài khoản là chúng tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách đăng ký một cách rất là nhanh, rất là chính xác. Và sau khi đăng ký xong thì chúng ta sẽ nhận được cái mail và chúng ta vào mail chúng ta xác nhận cái tài khoản giống tương tự như lúc nãy và hoàn thành cái hồ sơ cá nhân của các bạn trong email của chúng ta. Vậy thì chúng ta sẽ kiếm tiền với Tamboro như thế nào? Để kiếm tiền được với Tamboro thì trước hết chúng ta đây, chúng ta có thể giới thiệu bạn bè. Đầu tiên thì Tamboro hiện đang có cái chương trình là giới thiệu, tức là cứ mỗi người đăng ký dưới các bạn thì các bạn sẽ nhận được 0,25 đô và min rút là 10 đô. Và ở cái video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là cái tập trung hướng dẫn các bạn kiếm tiền với Tamodo bằng cách là mời bạn bè. Bởi vì mỗi lần khi mà chúng ta mời được một người bạn thì chúng ta được 0,25 đô tiền thưởng. Chúng ta thấy đây là người thứ nhất này. Giới thiệu người tầng 1 thì cũng được, chúng ta được 0,25, và người tầng 1 giới thiệu đến người tầng thứ hai thì chúng ta cũng được 0,25 đô. Người thứ hai giới thiệu đến tầng thứ ba thì chúng ta cũng được 0,25 đô. Và người tiếp theo giới thiệu nữa thì bất kỳ ở cái tầng nào thì chúng ta cũng đều được 0,25 đô trên một cái người trong cái hệ thống của chúng ta. Để ví dụ như ở cái tầng 1 bạn giới thiệu được 5 người thì bạn sẽ nhận được là 1,25 đô, mà tầng 2 mỗi người sẽ giới thiệu được 5 người, tức là 5 nhân 5 bằng 25 người thì bạn sẽ nhận được là 6,25 đô, cứ cộng dần lên như thế. Và ở tầng 7 mỗi người ở cái tầng thứ 6 giới thiệu được 5 người là 78.125 người thì bạn sẽ nhận được là 19.531,25 đô. Tổng số tiền chúng ta sẽ kiếm được là 24.413,75 đô. Đấy là một con số rất là tuyệt vời. Thế thì làm thế nào để chúng ta mời được nhiều người đến như thế? Thì ở đây có một số cái cách để các bạn có thể mời được rất nhiều người. Thứ nhất là nhờ người thân, trong đấy là anh em bạn bè đăng ký cái tài khoản và kích hoạt tài khoản của họ. Thứ hai là chúng ta có thể đăng bài vào những cái nhóm kiếm tiền online, mẹ bỉm sữa, hội trẻ trâu. Đây là cái tên chung cho các cái nhóm mà nhiều bạn có cái độ tuổi học sinh, nhóm tìm việc làm, để hoặc là làm video hướng dẫn người khác để kiếm tiền với Tamodo và đăng lên YouTube hay là Facebook, hay là đăng bài vào các cái forum như là diễn đàn cộng đồng, hay là viết blog và một số các cái cách khác nữa. Thì cái này là tùy vào cái sức sáng tạo của các bạn. Vậy thì khi mà chúng ta kiếm được tiền rồi thì rút tiền về từ Tamodo về cái tài khoản như thế nào, thì ở đây có rất nhiều cách để chúng ta rút. Hiện tại thì Tamodo hỗ trợ mọi người có thể rút tiền ngay và lập tức về cái tài khoản thanh toán, cổng thanh toán như là Bitcoin này, PayPal này. Đấy. Và ngay cả rút thẳng về cái tài khoản ngân hàng của các bạn vẫn được. Và cái giới hạn tối thiểu cũng cực kỳ là hay, là chỉ cần các bạn kiếm được 10 đô là các bạn có thể rút về được cái tài khoản của chúng ta rồi. Và quý vị thân mến, thì trong cái video này chúng tôi sẽ đã chia sẻ với các bạn là cái cách đăng ký cái tài khoản để kiếm tiền với Tamodo cực kỳ hay trong cái năm 2020 này. Và bây giờ là nhiệm vụ của các bạn, chúng ta đăng nhập
vào cái tài khoản của chúng ta để chúng ta đi kiếm tiền bằng cách là mỗi người đều có một cái link. Mỗi người đều có một cái link ở đây. Đây là cái link làm việc đăng ký, cái link affiliate của các bạn. Thì chúng ta copy cái link này để chúng ta đi chia sẻ cho mọi người để chúng ta kiếm tiền. Và mỗi lần chia sẻ, mỗi người đăng ký dưới hệ thống của các bạn thì các bạn cũng sẽ được 0,25 đô trên một người. Và trong cái video tiếp theo thì chúng tôi sẽ chia sẻ mọi người là cách chúng ta có thể là tuyển người như thế nào một cách nhanh nhất và có những cái cách nào để kiếm tiền được với Tamodo và làm thế nào để chúng ta có được nhiều cái nguồn thu nhập từ cái chương trình này. Và nếu có bất kỳ băn khoăn hay là thắc mắc gì trong cái quá trình mà cài đặt, xác nhận tài khoản qua mail hay là trong cái quá trình mà kiếm tiền thì các bạn hãy ghi rõ rồi để lại cái lời bình luận bên dưới của video và tôi sẽ là người trực tiếp trả lời và phản hồi lại các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Và các bạn chú ý là cái link mà đăng ký là tôi để ở dưới cái phần mô tả của video. Các bạn bấm vào đó để đăng ký tuần tự theo các bước mà tôi đã hướng dẫn trong cái video này. Và cuối cùng chúc các bạn thành công trong lĩnh vực kiếm tiền với chương trình này và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của chúng tôi.